Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: giật mình mối liên hệ của chính nghi phạm trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại. Liệu có còn nghi phạm thứ 10 xuất hiện nữa hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây. Sau khi gây án, nhóm đối tượng tụ tập tại nhà Bùi Văn Công để bàn bạc xóa dấu vết trên cơ thể nạn nhân, xóa sạch hiện trường chính vụ án, ngụy tạo bằng ngoại phạm và thống nhất lời khai để đối phó với công an nếu bị phát hiện. Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị giam giữ hiếp dâm lòi sát hại dã man, công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố tổng cộng 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp tới vụ án. Những bị can này gồm Vì Văn Toán 38 tuổi, Bùi Văn Công 44 tuổi, Bùi Thị Kim Thu 44 tuổi là vợ của ông Công, Phạm Văn Nhiệm 43 tuổi, Lường Văn Hùng 28 tuổi, Lường Văn Lã 26 tuổi, Phạm Văn Dũng 47 tuổi và Cầm Văn Chương 45 tuổi cùng trú tại huyện Điện Biên. Còn Vương Văn Hùng 35 tuổi trú tại huyện Tần Giáo. Các bị can trên bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàn trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Đáng chú ý, công an đã bắt Vì Thị Thu 37 tuổi là vợ của Toán về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa Thu và các bị can trong vụ án. Theo Công an tỉnh Điện Biên, ngoài hành vi của các bị can được thông tin bước đầu tại buổi họp báo giữa tháng 2/2019 vừa qua, cơ quan điều tra cũng dần làm sáng tỏ tội ác của những đối tượng vừa bị khởi tố. Cụ thể, ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên tại khu chăn nuôi một ngôi nhà bỏ hoang ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, qua khám nghiệm hiện trường tử thi, cảnh sát xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân bị siết cổ đến chết, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và đây rất có thể là hiện trường phụ của vụ án. Khi chuyên án được xác lập với những tăng vật ít ỏi thu được tại hiện trường, lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên đã đánh giá đây là một vụ án rất phức tạp, có sự tham gia của nhiều đối tượng. Sau thời gian dài điều tra, cơ quan công an xác định sau khi gây án, nhóm đối tượng nói trên đã tụ tập tại nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, xóa dấu vết trên cơ thể nạn nhân, xóa sạch hiện trường chính vụ án, phi tang tăng vật, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, thống nhất lời khai để đối phó với công an nếu bị phát hiện. Nổi cộm trong vụ án là sự xuất hiện của đối tượng Bùi Thị Kim Thu, vợ của tên Công, đã đồng lõa với chồng, vợ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân, đồng thời đánh lừa cơ quan chức năng, tung thông tin hỏa mù, gian dối trong khai báo khiến công tác điều tra tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Sự việc được thể hiện rõ hơn khi Kim Thu chủ động xuất hiện trong clip của những người dân, để họ tung lên mạng xem mình như là người có công đáng được khen thưởng. Cùng với đó, tích cực cung cấp thông tin cho một vài phóng viên cài đặt nhiều thông tin giả. Sau khi báo chí đăng tải, mạng xã hội tuyên xuyên tạc khiến nhiễu loạn thông tin, người dân thiếu thiện cảm về lực lượng tham gia phá án. Ngày cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập Bùi Văn Công lên làm việc và tổ chức khám xét nhà đối tượng, Bùi Thị Kim Thu đã phối hợp với Cầm Văn Chương gặp gỡ hàng xóm và nói chuyện chia sẻ thông tin như thực tế là cùng nhau bắn tin giả, dò la thêm thông tin mới để đối phó với công an từ chính những người hàng xóm vừa được cơ quan cảnh sát điều tra gặp để xác minh lấy lời khai mở rộng vụ án. Trước đó, trong đám tang của nạn nhân có sự có mặt của Lường Văn Lã, trong dòng người đưa tang giả bộ đau buồn để ngụy trang đi cái sự xấu xa và để dò la tin tức về vụ án và báo với đồng bọn đã không qua mắt được các trinh sát. Sau này khi mới bị bắt, Lường Văn Lã khai báo ngây ngô, hắn cho biết có mặt trong đám tang để nhặt tiền lẻ để chơi game mà thôi. Bên cạnh đó, ngay cả khi bị bắt, các đối tượng vẫn hết sức ngoan cố đưa ra nhiều bằng chứng ngụy tạo cho sự tại ngoại của mình, nhất là có cặp mối quan hệ vợ chồng như vợ chồng Công Thu và Toán Thu và anh em đối tượng Phạm Văn Nhiệm và Phạm Văn Dũng. Dù đến thời điểm hiện tại, Vì Văn Toán vẫn tỏ thái độ ngoan cố chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng trước một số tài liệu chứng cứ liên quan đến lời khai của các đối tượng và chứng minh được mối liên hệ khác, cơ quan điều tra đã bắt đầu xác định Vì Văn Toán là đối tượng có vai trò chủ mưu trong vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị hãm hiếp và sát hại, và cũng có thể là đối tượng cầm đầu tổ chức bắt cóc nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Còn nhóm của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và đồng bọn có mối quan hệ thân tín vì thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán. Được biết, đối tượng Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng có quan hệ quen biết từ trước. Các đối tượng từng đi tù cùng thời điểm và quen nhau tồn tại, sau khi ra tù vẫn giữ liên lạc với nhau. Hiện các cán bộ điều tra thuộc phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh đang khẩn trương đấu tranh làm rõ mối quan hệ ma quỷ giữa các đối tượng này. Chắc chắn khi làm rõ nút thắt này, những góc tối bí ẩn còn lại sẽ được phơi bày và sẽ có thể tìm ra được nhiều đối tượng nữa tham gia vụ án này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy đây là một hình sức là hết sức là tinh vi của bọn chúng.
không thể hiện được tính người ở trong đây nữa. Không có vụ án nào mà lại sát hại một cô gái dã man như thế này. Qua đây chúng ta hãy lên án để cho sớm đưa là bọn người này ra từng tỷ với pháp luật. Đặc biệt ở đây có sự tham gia của hai cặp vợ chồng đó là Công và Thu và Toán và Thu. Những người này đều là những gợm cán ở trong buôn bán ma túy. Vì vậy nên triệt phá nhanh để không mầm móng được kéo dài. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ của em Cao Mỹ Duyên này và sẽ sớm cho Bộ Công an điều tra là được là mức phạt, hình phạt cao nhất cho nhóm đối tượng này. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất tin có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn.